Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Học Anh ngữ với chúng tôi, Study English with us. Bài học hôm nay của chúng ta là bài học về từ vựng các bạn nhé. Và chúng ta hãy học thật kỹ bài này để chuẩn bị cho cái bài luyện nghe sắp tới nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Trong bài học hôm nay, em Frank sẽ ngồi trước camera vì có một số bạn nói rằng các bạn rất là khó cho các bạn để các bạn có thể phát âm đúng. Cho nên mỗi từ phát âm các bạn sẽ nhìn vào màn hình và nhìn thấy được cái khẩu hình của anh Phan phát âm như thế nào và mình bắt chước giống như vậy các bạn nhé. Chúng ta cùng cố gắng học nha. Identify. Ở trong từ này chúng ta nhấn ở âm số 2 nhé. Chỗ TK gạch dưới là chỗ mình cần phải nhấn. Identify. Có nghĩa là nhận ra, nhận biết hoặc là nhận dạng. Đây là một động từ. Identify identify, cluster, chúng ta nhấn âm đầu tiên nhé. Cluster là đám bó, cụm, đàng hoặc là bầy, một nhóm. Cluster, cluster, cluster. Respiratory, tính từ là hô hấp. Chúng ta nhấn âm đầu tiên các bạn nhé. Respiratory 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 especially đặc biệt là nhất là đây là phó từ các bạn nhé mình nhấn âm số 2 especially trong từ này các bạn lưu ý chữ c mình phát âm là chữ s của Sài Gòn nhé especially không phải là special special lên các bạn nhé chữ s của Sài Gòn especially especially reach đến tới với tay với lấy hoặc là trải ra tới reach reach, reach. tract là bộ máy hoặc là đường ví dụ như là bộ máy hô hấp hoặc là đường hô hấp tract từ này các bạn lưu ý chữ c mình phát âm là chữ k nhé các bạn phải phát âm luôn chữ k rồi tới chữ t nhé tract 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 mình ráp hai từ lại với nhau respiratory tract là đường hô hấp respiratory tract respiratory tract, respiratory tract, range có nghĩa là dãy, hàng hoặc là chuỗi. Từ này mình lưu ý tận cùng là chữ chi với chữ y, mình phát âm là ch. Range, range, range mild là tính từ nhẹ, dịu dàng. mild 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 critical có nghĩa là nguy cấp. Mình nhấn âm đầu tiên. critical 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 Adult là người trưởng thành. Nhấn âm số 2 nhé các bạn. Adult. Adult. Conditions. Mình nhấn âm số 2 nhé. Conditions là bệnh hoặc là hoàn cảnh. Conditions. Conditions. Cancer là bệnh ung thư, chúng ta nhấn âm đầu tiên. Cancer. 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 Diabetes là bệnh tiểu đường, chúng ta nhấn âm số 3 nhé. Diabetes. Diabetes diabetes. Ở đây các bạn lưu ý nhé, đây là phần phiên âm của mỗi từ. Nhìn vào phần phiên âm này chúng ta sẽ biết chỗ nào là chúng ta cần phải nhấn. Nếu để ý các bạn sẽ thấy ở trong đây có một cái dấu. Dấu này gọi là dấu nhấn của âm chính. Cái dấu này được đặt trước cái âm chính chúng ta cần phải nhấn. Diabetes. Ngoài dấu nhấn chính ra sẽ còn một cái dấu nữa là dấu nhấn phụ. Đây là cái dấu nhấn phụ. Có nghĩa rằng cái này là cũng là cái nhấn ở trong cái từ này nhưng mà cái nhấn này nó sẽ nhỏ hơn cái nhấn chính. Mình sẽ đọc là diabetes. Các bạn lưu ý nhé. Âm nhấn chính, âm nhấn phụ. Mucus, membrane, có nghĩa là màng nhầy. Đây là hai từ ghép lại với nhau. Tất cả đều nhấn ở âm đầu tiên nhé các bạn. Mucus, membrane mucus membrane mucus membrane part có nghĩa là tách ra hoặc là tách đôi mình lưu ý chữ tia cuối cùng nhé part 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 multiply là nhân lên hoặc là sinh sôi nảy nở chúng ta nhấn âm đầu tiên nhé Multiply. multiply, multiply. near by là gần gần bên hoặc là bên cạnh. chữ near có nghĩa là gần, Nearby là gần bên cạnh các bạn nhé. Nearby. near nearby, nearby. upside down có nghĩa là đảo lộn hoặc là lộn ngược. Mình thấy chữ up là ở trên. Side có nghĩa là bề. Bề trên hoặc là ở trên. Down là ở dưới. Có nghĩa là những gì ở trên bây giờ họ quay ngược xuống dưới. Nên họ dịch ra là đảo lộn hoặc là lộn ngược các bạn nhé. Upside down. Upside down. Upside down. Upside down tree có nghĩa là cây lộn ngược upside down tree upside down tree trunk là thân cây mình lưu ý chữ k nhé trunk 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 trachea. Chúng ta nhấn âm đầu tiên nhé. Trachea là khí quản hoặc là ống khí. Trachea. Trachea. Từ này cũng như một số từ khác sẽ có hai cách nhấn khác nhau. Đối với những người ở miền Bắc Mỹ thì họ sẽ đọc giống như chúng ta vừa mới học nhé. Còn nếu mà những người ở bên Anh chẳng hạn thì họ sẽ nhấn âm số 2, họ sẽ đọc là trachea. Cho nên tùy theo các bạn nhé. Các bạn đừng có thấy rằng ồ tại sao mình học là trachea sao rồi mình nghe người khác đọc là trachea về ai đúng ai sai. Tiếng Anh là một ngôn ngữ mà được nhiều quốc gia nói cho nên họ họ sẽ thay đổi một chút tùy theo vùng miền của mình. Cho nên các bạn lưu ý chỗ này nhé. Windpipe là khí quản hoặc là ống khí. Windpipe. Windpipe. Split là tách ra. Split split. Sack có nghĩa là túi. Ở trong từ này chữ C phát âm là K các bạn nhé. Sack. 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 Air sack. Air có nghĩa là không khí. Mình ráp chung với chữ sack. Mình dịch là túi khí. Air sack. Air sack. Air sack alveoli có nghĩa là túi phổi hoặc là phế nang chúng ta nhấn ở phần số 2 nhé alveoli. alveoli alveoli carbon dioxide là khí carbonic từ carbon mình nhấn âm đầu tiên nhé carbon từ số 2 mình nhấn vào âm số 2 dioxide Carbon Dioxide Carbon Dioxide Carbon Dioxide Airway là đường thở Airway Airway Lining là niêm mạc Nhấn âm đầu tiên nha các bạn Lining 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 irritated là bị kích thích, bị rát hoặc là sưng tấy, mình nhận âm đầu tiên nhé. irritated 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 inflamed là viêm tấy hoặc là sưng. Nhấn âm số 2 và lưu ý chữ đi ở cuối cùng các bạn nhé. Inflamed. 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 Scientist là nhà khoa học. Mình nhấn âm đầu tiên nhé. Scientist. Chữ test mình lưu ý có chữ S xong rồi chữ T. Các bạn phát âm luôn cả hai nhé. Scientist 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 acute là cấp tính hoặc là nghiêm trọng mình nhấn âm số 2 và lưu ý chữ t nhé acute 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 severe acute có nghĩa là cấp tính nặng Acute là cấp tính, mình ghép lại là cấp tính nặng. Severe, acute. Severe, acute. Severe, acute. Syndrome có nghĩa là hội chứng. Chúng ta nhấn âm đầu tiên. Syndrome. Syndrome. Syndrome syndrome. Middle East, chữ middle có nghĩa là ở ngay chính giữa. Chữ East có nghĩa là ở phương Đông, ở hướng Đông. Mình ghép lại là Trung Đông nghe các bạn. Middle East. Middle East. Middle East. Ở đây chúng ta có cụm từ severe, acute, respiratory syndrome có nghĩa là hội chứng hô hấp cấp tính nặng. Severe acute respiratory syndrome. Severe acute respiratory syndrome. Hội chứng hô hấp cấp tính nặng ở đây chúng ta dịch như thế nào? Từ cuối cùng là syndrome, có nghĩa là hội chứng. Cái đó là respiratory, có nghĩa là hô hấp. Tiếp theo là cấp tính, acute. Và cái từ đầu tiên thì mình dịch cuối cùng có nghĩa là severe, là nặng. Mình ghép lại, hội chứng, hô hấp, cấp tính, nặng. Cho nên các bạn lưu ý cách mình dịch nhé. Mình dịch cái từ cuối cùng mình dịch ngược trở lại. Đây là tên của một căn bệnh mà người ta ghép những từ đầu tiên của bốn từ này lại với nhau là SARS là bệnh SARS. SARS là một loại dịch bệnh xuất phát từ tháng 11 năm 2002 cho đến tháng 7 năm 2003 và điểm xuất phát là Hồng Kông. Với bệnh này, lượng tử vong là 10% các bạn nhé. Nguồn bệnh này bắt đầu từ cây hương tại chợ động vật hoang dã của Trung Quốc. Kể đến chúng ta có từ Middle East Respiratory Syndrome, có nghĩa là hội chứng hô hấp cấp Trung Đông. Middle East Respiratory Syndrome Middle East Respiratory Syndrome Hội chứng hô hấp cấp Trung Đông, chúng ta dịch nhé. Từ cuối cùng là syndrome, có nghĩa là hội chứng respiratory có nghĩa là hô hấp. Chúng ta có từ middle có nghĩa là ở chính giữa hoặc là trung, east là đông, trung đông là một từ. Trên khi mà mình dịch thì mình sẽ dịch hai cái này chung lại với nhau chứ mình không có dịch ngược từ east trước rồi đến từ middle các bạn nhé. Cho nên mình ghép lại mình sẽ có từ là hội chứng hô hấp cấp trung đông. Chữ đầu tiên của bốn từ này ghép lại mình có chữ M E R S, MERS. Bệnh này xuất hiện ở trung đông gây nhiễm trùng đường hô hấp và lượng tử vong là 40%. Bệnh này được truyền từ lạc đà và dơi. Như vậy là chúng ta đã học xong các từ mới của bài ngày hôm nay. Nếu mà các bạn thích những bài học của anh Phan và TK, các bạn vui lòng like và share video này dùm cho anh Phan và TK nhé. Sau phần này là phần các bạn sẽ nghe anh Phan đọc lại từ đầu đến cuối. Và TK không có để anh Phan ở trên camera nữa để cho các bạn nhìn cái từ dễ hơn. Phần này là phần cho các bạn luyện nghe các bạn nhé. Chúng ta nghe lại từ nào. Identify. Identify. Cluster. Cluster. Respiratory. Respiratory. Especially. Especially. Reach reach tract, tract, respiratory tract, respiratory tract, range, range, mild, Mild Critical Critical Adult Adult Conditions Conditions Cancer Cancer Diabetes, diabetes, mucous membrane, mucous membrane, part, part, multiply. Multiply nearby, nearby, upside down, upside down, upside down tree, upside down tree, trunk, trunk. Trachea, trachea, windpipe, windpipe, split, split, sack, sack, air sack. Air sac Alveoli Alveoli Carbon dioxide Carbon dioxide Airway Airway Lining Lining Irritated, Irritated, Inflamed, Inflamed, Scientist, Scientist, Acute, Acute. Severe acute, severe acute syndrome, syndrome, Middle East, Middle East, severe acute respiratory syndrome severe acute respiratory syndrome SARS SARS middle east respiratory syndrome middle east respiratory syndrome MERS. MERS. Như vậy là chúng ta đã học xong bài của ngày hôm nay. Các bạn vui lòng cho TK và anh Phan biết các bạn có thích cách học này hay không? Các bạn có cảm thấy rằng anh Phan đọc như vậy giúp cho các bạn nhiều hơn hay là các bạn không cần thiết có anh Phan ở trong camera nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn học thật là tốt. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bài học lần sau. Bye bye. So long.